Xin chào các bạn, trong bài học hôm nay, gã Excel sẽ hướng dẫn các bạn cách để quản lý xuất nhập vật tư bằng Excel. Đây là file mà sau khi mình đã hoàn thành nhá Trong file này mình đã có bốn cái module. Đầu tiên là cái phần nhập kho, đây là cái phần hỏng, đây là cái phần xuất kho và cuối cùng là cái phần còn trong kho. Thì ở đây á, mình có cái module các cái ngày tháng nhá Ví dụ tiếp theo là ngày 11 tháng 4 nhé. Thì các bạn phải nhập tháng trước này. 4 này, 11 năm gì ạ? 2020. Đấy các bạn nhập thế này thì nó sẽ tự động đổi định dạng thành ngày tháng năm. Ví dụ vật tư mình nhập ngày 11 tháng 4 là gì ạ? Ví dụ vật tư 02 chẳng hạn thế thì cái phần gì ạ? Cái tên vật tư và đơn vị nó sẽ tự nó nhảy ạ. Nó sẽ nhảy từ cái phần sheet là dữ liệu mã vật tư thì ở đây mình có các thông tin là mã vật tư, tên vật tư và đơn vị. Đấy. Thì ví dụ ngày 11 tháng 4 mình nhập kho là bao nhiêu? Ví dụ mình nhập kho là 190 chiếc đi ạ. Đấy. Ví dụ hỏng, ví dụ hôm nay ngày 11 tháng 4 vật tư là gì ạ? 05 này. Đấy thì nó hỏng là một chiếc đúng không ạ. Phần xuất kho nhá, hôm nay mình không xuất kho nhận thế thì cái tổng gì ạ, cái tổng vật tư 02 này, lúc đấy nó đã được tăng lên rồi ạ. Đấy, tăng lên thành 202 đúng không ạ? Tiếp theo, ví dụ vẫn là ngày mùng 11 tháng 4 đúng không ạ? Bây ví dụ mình lại nhập kho cái vật tư gì ạ? Ví dụ vật tư 04 này. Đấy. Ví dụ là 80 chiếc này đúng không ạ? Cái phần hỏng thì hôm nay là không hỏng cái nào đúng không ạ? Ví dụ vật tư xuất kho là gì ạ? Vật tư 03 thì hạn thế nhá. Đấy. Các bạn chú ý nhé, trong cái phần còn trong kho của cái vật tư 003 này nó chỉ còn lại là 12 kg thôi. Nếu như mà các bạn xuất ví dụ là 20 kg này thì lập tức gì ạ, Cái vật tư 03 này nó sẽ bôi đỏ và nó sẽ đánh dấu lên, tức là mình không thể xuất quá được cái số vật tư còn trong kho thì buộc mình phải giảm đi, xuất được tối đa là 12 thôi. Đấy thì ví dụ mình xuất là 10 cái thì ở đây nó lại giảm về là còn 2. Ok. Các bạn chú ý nha, cái phần còn trong kho ấy, thì mình có thêm một cái tính năng gì ạ? Từ ngày đến ngày, tức là các bạn có thể kiểm soát được còn trong kho từ ngày nào đến ngày nào mặc định của mình ý, mình sẽ là từ ngày nhỏ nhất đến cái ngày lớn nhất tức là ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng đấy thì ở đây các bạn cũng có thể thay đổi nhá ví dụ mình kiểm tra xem từ ngày 31 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 4 thôi đấy thì các bạn thấy chưa số lượng này nó sẽ thay đổi nó chỉ tính từ ngày 31 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 4 thôi rất là hay ạ ngoài ra thì khi các bạn có thêm một cái vật tư mới ấy, ví dụ là gì ạ vật tư 006 chẳng hạn thế nhá đấy ví dụ tên vật tư là gái xe 006 nhá gà vị 6 này đấy đơn vị là gì ạ đơn vị là chiếc đi Đấy Bây giờ sang bên này Các bạn ví dụ ngày 12 tháng 4 nha Các bạn sẽ nhập 04 này 12 năm gì ạ 2020 Thì ở bên nhập kho ví dụ mình Tích vào đây mình đã thấy luôn là có ngay cái mã vật tư 06 đấy ạ Tên và cái đơn vị nó sẽ tự nó cập nhật vào đây Đấy ví dụ mình nhập là gì ạ 1.000 chiếc đi Ví dụ ngày 12 tháng 4 Mình xuất kho là gì ạ Vật tư 06 đi Đấy các bạn phải điền đúng cái ngày nhá Ví dụ mình xuất kho là bao nhiêu ạ? Mình xuất kho là 140 chiếc đúng không ạ? Đấy, thì ở đây mình sẽ điền thêm cái mã vật tư mới là vật tư 06 đúng không ạ? Thì cái còn ở đây mình sẽ kéo công thức này xuống thôi À ở đây các bạn chú ý nhé, cái ngày là mình đến ngày 8 tháng 4 thôi Ví dụ ở đây mình đến ngày cuối cùng đi, 12 tháng 4 đấy Lúc này thì vật tư 06 đã được cập nhật vào đây Đấy, rất là hay ạ Nào, mình cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay Ok, đây là cái file dữ liệu của mình nhé các bạn chú ý mình sẽ đính kèm cái file này trong cái phần mô tả phía dưới video Thì tốt nhất ý, là các bạn sẽ tải về các bạn vừa theo dõi và thực hành cùng mình nhé Ở cái sheet này là cái mã vật tư mà các bạn sẽ cập nhật vào đây Nếu các bạn có nhiều mã vật tư thì các bạn sẽ cập nhật vào đây nhé Đầu tiên mình sẽ tạo các cái tiêu đề các cái thẻ ở đây nhá Thì các bạn sẽ vào insert này Mình sẽ vào cái hình xếp đây này Đấy các bạn tích vào đây Các bạn chọn cái hình này Đấy các bạn giữ chuột trái các bạn kéo nhé Đấy ok Sau đó các bạn sẽ nháy chuột phải Các bạn chọn edit text Đấy mình sẽ ghi là gì ạ? Đây là ví dụ là phần nhập kho. Ok, vậy các bạn bôi đen này. Các bạn vào hôm các bạn căn giữa nhá. Đấy mình sẽ tô đậm lên. thông chữ ví dụ mình để 18 nhé Đấy, cái phần uh, format này. Các bạn chú ý nhá, cái phần style các bạn có thể tích vào đây, mình sẽ chọn cái style tương ứng ạ. Ví dụ nhập kho mình sẽ cho cái kiểu này đi. Đấy, tương tự về các bạn sẽ tích vào đây này. Các bạn sẽ bấm Ctrl D 3 lần ạ. 1 2 3 tức là mình sẽ copy cái đấy đấy vậy mình sẽ kéo và tương vào đây cái này là lỗi hay hỏng hóc đi đấy mình sẽ sửa là lỗi hay là hỏng ở đây là gì ạ? đây là xuất nhá còn đây là gì ạ còn trong kho Ok bây giờ các bạn sẽ tích vào một cái bất kỳ thôi các bạn giữ cần trôn Mình sẽ tích cả bốn cái này Đấy sau đó các bạn vào thẻ format này Các bạn vào online Đấy mình sẽ chọn gì ạ? Online bottom Tức là mình sẽ căn dưới cả bốn cái ô này Đấy các bạn tiếp tục vào thẻ format Mình chọn online Đấy các bạn tích vào cái gì ạ? Distribute horizontally đây này Đấy Đây mình sẽ kéo nhá Các bạn sẽ kéo tương ứng ở đây Ok các bạn có thể cho to nhỏ tùy vào cái module của các bạn thôi Ok mình xong phần này nhá. Ví dụ các bạn đánh một cái chữ tiêu đề đi. Ví dụ như là quản lý đúng không ạ? Quản lý xuất nhập vật tư bằng Excel. Đấy. Mình sẽ bôi đen. Các bạn cho chữ ví dụ mình cho là 18 đi. Đấy, mình sẽ tô màu bôi đậm. Đấy, các bạn có thể nháy phải này, các bạn vào Format Cell. Đấy, các bạn vào Alignment, mình sẽ chọn gì ạ? Center Cross Selection. Đấy, các bạn bấm OK. Ở đây mình có thể căn giữa nhé. OK. Tốt nhất là các bạn bôi đen, các bạn dự phòng, các bạn có thể kéo xuống dưới này này. Đấy, các bạn giữ cần trôn tiếp. Đấy, tất cả cái mã vật tư này mình sẽ cùng cái danh sách trỏ xuống nhé. Đấy, các bạn sẽ vào thẻ Data này. Mình sẽ vào gì ạ? Data Validation. Đấy trong cái mục Allow các bạn sẽ chọn list Trong cái phần sort này các bạn sẽ gõ công thức cho mình này Bằng offset Mở ngoặc Thành phần đầu tiên của offset là cái ô Mình tham chiếu nhá Thì đầu tiên là cái ô mã vật tư đây đúng không ạ Phẩy tiếp theo là số hàng mình dịch này Mình không dịch hàng nào cả Phẩy tiếp theo là số cột là không này Phẩy tiếp theo các bạn gõ cho mình là cao A Cao A là cái hàm đếm đấy Đếm thì các bạn sẽ đếm cả cái cột bên này Đúng không ạ Các bạn đóng ngoặc lại để xong hàm cao A Thông các bạn trừ đi 1. Đấy, thông các bạn đóng ngoặc lại. Đấy các bạn bấm các bạn bấm ok. Đấy như vậy các cái vật tư đây đã có danh sách trỏ xuống rồi các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, tất cả những cái ô này đã có danh sách trỏ xuống. Đây ô này cũng thế nhá. Ở đây giả sử mình có thêm một cái vật tư là gì ạ? 006 nhá. Đấy. Ví dụ ở đây là gái Excel 6 chẳng hạn. Đấy, đơn vị là chiếc nhá. Thì lúc này ấy, các bạn sẽ sang cái phần tổng hợp này các bạn sẽ thấy nó sẽ tự động nó cập nhật thêm cái 06 để các bạn chọn nhé đấy các bạn thấy không rất là hay ạ đấy tại vì sao mình phải dùng offset trong cái phần tạo danh sách trỏ xuống đấy ạ? đấy gọi là offset động ở đây giả sử mình xóa cái vật tư 06 đi nhé bây giờ tương ứng cái tên vật tư nhá các bạn sẽ dùng cái hàm vlookup này các bạn bằng vlookup vlookup của cái gì ạ của cái mã vật tư đúng không ạ đấy các bạn sẽ tích vào đây phải tiếp theo là các bạn sang cái phần dữ liệu mã vật tư này các bạn sẽ bôi đen từ cột B đến cột D đúng không ạ? Các bạn bấm F4 để cố định nhá. Phải cái phần tên vật tư ấy, nó nằm ở cột thứ hai đúng không ạ? Đấy, phẩy 0 để mình đóng ngoặc lại. Đấy nó sẽ ra gãy cell 1 ạ. Nhưng giả sử cái mã vật tư ở đây mình không nhập, đấy thì lập tức nó báo lỗi ngay. Đấy, ở đây mình undo nhé Như vậy ở đây mình sẽ làm thêm một cái hàm gọi là if arrow. Các bạn ấn mũi tên xuống các bạn ấn tab nhé Đây là cái value nó trả về đấy. Phải, nếu như cái value đây mà lỗi thì mình sẽ cho thì ạ, đóng mở ngoặc kép luôn các bạn enter đấy như vậy đây gái xe một bây các bạn xóa cái này đi nhá thì nó sẽ trả về cái quả trắng Ủa, các bạn thấy không rất là hay ạ. mình undo bây giờ các các bạn sẽ copy cái công thức này nhá các bạn nháy chuột phải copy đấy các bạn tích vào cái ô đơn vị này các bạn nháy chuột phải các bạn paste luôn thì ở đây ấy, nó khác gì với cái tên vật tư nó chỉ khác cái cột trả về thôi thì các bạn số 2 các bạn sẽ sửa thành ba đấy như vậy là mình đã có cái gì ạ tên vật tư và đơn vị rồi bây giờ các bạn kéo xuống đây các bạn kéo xuống sâu một tí cũng được để dự phòng để mình nhập cái vật tư sau nhé Bây giờ các bạn sẽ copy công thức này, các bạn nháy chuột phải này, copy. Đấy, các bạn có thể copy cái vật tư lỗi đây cũng được. Đấy, các bạn có thể copy cái vật tư xuất kho. Đấy, các bạn tích đu vào đây các bạn kiểm tra nhé. Đấy, rất là hay. Các bạn cũng có thể copy vào đây. Ví dụ mình bôi đen này, các bạn copy. Mình copy cái phần đấy đơn vị vật tư đây. Ok, bây giờ mình sẽ làm cái phần số lượng cho các bạn nhé. Cái phần số lượng ấy, thì các bạn sẽ bằng gì? Các bạn sẽ dùng gì ạ? Các bạn sẽ bằng 6 này thành phần đầu tiên của hàm SUMIFS là sum lên tức là cái vùng tính tổng mình sẽ tích vào cái cột G này đúng ạ phải thành phần thứ hai là cái vùng điều kiện chính là cái vùng mã vật tư ở đây đúng ạ phải tiếp theo là cái vật tư thì các bạn sẽ tích vào ô này đấy phải tiếp theo là cái vùng điều kiện thứ hai thì các bạn chú ý nhá mình sẽ tích vào cái cột ngày tháng tại vì trong cái phần còn trong kho mình có một cái tùy chọn là từ ngày này đến ngày này thì các bạn sẽ tích vào cái cột ngày tháng đúng không phải cái điều kiện thứ hai là gì ạ điều kiện thứ hai là các bạn lớn mở ngoặc kép này đấy, lớn hơn hoặc bằng các bạn đóng ngoặc kép lại các bạn và và gì ạ với cái ngày đầu tiên ở đây này đấy các bạn bấm F4 để cố định tức là gì ạ mình sẽ dùng cái điều kiện ngày ở đây phải lớn hơn hoặc bằng cái ngày bắt đầu và gì ạ nhỏ hơn hoặc bằng cái ngày kết thúc đấy các bạn phải tiếp theo cái điều kiện thứ ba là gì ạ các bạn tích vào cái cột bên này đấy phải các bạn mở ngoặc kép ra các bạn nhỏ hơn hoặc bằng các bạn đóng ngoặc kép lại các bạn và mấy cả gì ạ và mới cả đến ngày này Đấy các bạn bấm F4 Đấy vậy các bạn đóng ngoặc Đơn ạ à. Ok như vậy cái hàm Summit này Đã xong cái phần cho cái phần mà Nhập kho thôi nhá Ok bây giờ mình test thử cho các bạn này Đây nó sẽ bằng không tại vì mình chưa có chọn từ ngày này đến ngày này đúng không ạ Bây giờ mình sẽ mình sẽ tạo cái danh sách trỏ xuống cho cái phần này nhá Các bạn sẽ vẫn vào thẻ data này Các bạn vào data validation này Follow các bạn chọn list đúng không ạ Thì ở đây mình sẽ tạo cái danh sách trỏ xuống động nhá Các bạn bằng offset này Mở ngoặc thì mình sẽ tích là cái ngày đầu tiên ở đây đúng không ạ phẩy mình cũng dùng cái hàm cao a đấy cao a mở ngoặc của cái gì của cái cột b này đấy các bạn đóng ngoặc lại để xong hàm cao a các bạn phải trừ đi hai tại sao lại phải trừ đi hai tại vì cái tiêu đề ngày là một và cái gì ạ và cái tiêu đề của cái quản lý nhập vật tư này này cái quản lý xuất nhập vật tư bản chất nó là nằm ở cái ô b 1 ở đây đấy cho nên các bạn ở đây phải trừ đi hai đúng không ạ đây các bạn đóng ngoặc lại đấy các bạn bấm ok thì như vậy thì ở đây mình đã có một cái danh sách từ ngày rồi ạ Từ cái ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng đúng không ạ Ở đây mình sẽ nháy chuột phải các bạn copy Các bạn paste vào cái ô này luôn Để nó tạo thành cái validation list luôn Đấy ở đây cũng thế Thì các bạn có thể chọn từ ngày đến ngày nhá Đây ví dụ từ ngày 31 đến cái ngày gì ạ Đến cái ngày 31 thôi Đến chính đó đi Thì số lượng của đây chỉ có thể là 148 thôi Đấy các bạn thấy không Khá là hay ạ Bây giờ ví dụ mình chọn đến ngày cuối cùng Là đây Đấy Bây giờ các bạn có thể đổi định dạng nhé Các bạn lấy định dạng ở đây đang là ngày tháng năm rồi Thì các bạn vào điện vào thẻ hô Mình chọn format printer Đấy mình sẽ format printer cho cái này Đấy, Các bạn cũng format printer cho cái này Thì thông thường ấy Cái từ ngày đây mình sẽ dùng một cái hàm min Min của gì ạ? Của tất cả cái cột bên này đúng không? Các bạn enter Đấy thì nó sẽ ra trả về là từ ngày bắt đầu đúng không? Ở đây mình sẽ dùng cái hàm mắc Mắc là gì ạ? Đến ngày kết thúc luôn Đấy các bạn đóng ngoặc là enter Đấy nó sẽ ra ngày 10 tháng 4 các bạn có thể dùng hàm min max hoặc các bạn có thể tùy chọn ở đây nha nếu các bạn muốn thay đổi đúng không ạ? Ok. Mình quay lại cái phần số lượng nhá. Số lượng ở đây các bạn chỉ mới có nhập trong kho thôi. Bây giờ các bạn sẽ copy công thức ạ. Mình khá là lười để gõ lại đấy Các bạn nháy chuột phải các bạn copy đúng không ạ? Ở đây nhá. Các bạn sẽ trừ đi gì? Các bạn sẽ trừ đi gì ạ? Các bạn lại nháy chuột phải paste. Trừ đi các bạn chú ý nhá. Ở đây á nó khác là gì? bây giờ cái phần đầu tiên mình trừ đi cái lỗi hỏng trước nhá thì xăm không phải là g nữa mà xăm ở đây là l đấy cái phần hỏng là cột l đúng không ạ còn cái gì ạ cái d đây điều kiện mã vật tư thì lúc này thay bằng y đấy các bạn sẽ sửa thành y ngắn đấy Thông bạn trừ đi gì ạ các bạn lại nháy chuột phải các bạn viết tiếp bây giờ trừ đi cái phần xuất kho thì xuất kho thì cái phần xăm lên ở đây lại phải là q đúng không ạ ở đây mình lười thì các bạn mình sẽ gõ Quy này Quy quy này, cột quy này Phải Điều kiện là gì ạ? Điều kiện ở cái cột Các bạn kéo công thức này xuống Cái phần mã vật tư ở cái phần xuất kho này là N Thì ở D này các bạn sẽ thay bằng N Đấy N Ok, vậy các bạn enter các bạn sẽ thấy Lúc này nó sẽ bằng 44 Bây giờ mình tích đúp xuống nhé Đấy các bạn thấy không? Như vậy cái mã vật tư 02 đang bị âm 70 đây này ở đây mình sẽ free pin nhá. Các bạn tích vào cái hàng số 5 này các bạn vào thẻ view. Đấy mình sẽ chọn hiện free pin. tức là mình sẽ cố định cái tiêu đề này lại nhá. Các bạn có thể dịch xuống. Bây giờ mình sẽ tạo một cái validation list để cứ cái số lượng này âm ấy thì nó sẽ tô màu đỏ lên. Bây giờ các bạn sẽ bôi đen. Các bạn bôi đen nhiều xuống để mình giữ phòng nhá. Đấy các bạn sẽ vào thẻ home. Mình sẽ vào conditional formatting. Các bạn chọn highlight rule Đấy các bạn có thể chọn luôn là led gian nhé. Đấy. Ví dụ led gian các bạn đặt ở đây là không Tức là nếu mà nhỏ không Cái màu mặc định của nó là màu đỏ đây Các bạn có thể thay đổi nhé Các bạn chọn Custom Format Phone, ví dụ mình bôi đậm đi Chữ mình cho màu đỏ Cái phần phim thì mình cho màu vàng nhạt đi Các bạn bấm OK Đấy, OK Như vậy những cái vật tư âm thì đã bị ở đây Chính tỏ có hai vật tư là gì ạ Vật tư 2 và vật tư 3 mình xuất kho lại nhiều hơn còn trong kho Đấy, như vậy là mỗi lần mình xuất kho Các bạn phải để ý nhé Số lượng ở đây mà bôi đậm lên Chính tỏ các bạn đang bị xuất kho nhiều hơn cái số mà thực tế các bạn có đấy Ở đây các bạn sẽ sửa nhé Ví dụ vật tư 02 này Vật tư 02 không phải là 97 mà ví dụ mình chỉ được xuất kho 90 thôi Ví dụ vật tư hai ở đây mình chỉ xuất kho được 10 thôi Chẳng thế Thì lúc này nó mới như vậy mới là hợp lý ạ Tương tự thì cái vật tư 03 thì có một cái vật tư nào đấy mình xuất là nhiều hơn còn trong kho đấy Ví dụ ở đây là 130 thôi thì lúc đấy này là sẽ ok ở đây là phải có một vật tư 05 nữa nhá. Mình có tất cả là 5 vật tư đúng không ạ? Đấy các bạn bôi đen cả ba cái này các bạn kéo xuống. Thì công thức ở vật tư 05 là 116, rất là ok. Ok, bây giờ giả sử mình nhập một cái vật tư mới nhá. Ví dụ vật tư là 006 đi ạ. vật tư các bạn sửa thành 006 này. gái Excel 06. Đấy, đơn vị là chiếc. Ví dụ là ngày 11 tháng 4 đi ạ. 04 này các bạn phải nhập tháng trước nhé. 11 năm thì 2020. Đấy. Ví dụ vật tư mình nhập kho là vật tư 06 này. Đấy thì cái diện, cái tên và đơn vị nó tự nhảy rồi các bạn thấy không rất là hay. Ví dụ mình nhập là 200 chiếc đi. Đấy, ở đây mình cũng chọn là vật tư 06. 06 thì mới nhập thì nó không hỏng nhá. Tùy các bạn, các bạn có thể ở đây mình chưa có công thức đúng không? Các bạn có thể kéo xuống. Ở đây là không hỏng chiếc nào thì các bạn có không cũng được. Hoặc là các bạn không nhập gì nhá, ở đây nếu mà không hỏng thì các bạn cũng không cần nhập đi. Ở đây là vật tư diện Vật tư 06. Cái chiếc này các bạn, cái công thức này tốt nhất là các bạn kéo rộng xuống để mình khi mình thêm thì nó sẽ tự cập nhật nhé chiếc ở đây ví dụ mình xuất kho là 100 chiếc đi đấy ở đây mình sẽ thêm cái vật tư 06 này thì ở đây tổng thì các bạn kéo xuống nhá đấy các bạn thấy không rất là hay ạ ở đây các bạn có thể kiểm soát từ ngày nào đến ngày nào được ví dụ mình muốn kiểm soát từ ngày 31 đến một ngày ví dụ là đến ngày mùng 5 tháng 4 đi đấy các bạn thấy không như vậy là cái ngày mùng 5 tháng 4 đến ngày mùng 5 này có một cái bạn nào đã xuất bị lỗi này tại vì dạo xuất kho lại lại lớn hơn cả cái mà tồn trong kho thì như vậy nó đã báo đỏ đây ok như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây cảm ơn các bạn đã theo dõi các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất của gà cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học excel nhé xin chào và hẹn gặp lại